Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Trong bài giảng hôm nay, Thầy sẽ hướng dẫn các em toán lớp 4, trang 176 và 177 nhé. Trong lúc xem bài giảng của Thầy Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Thầy Liêm để Thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem. Giờ mời xem bài giảng hôm nay. Trước hết là một câu số 1. Diện tích có 4 tỉnh theo số liệu năm 2003 được cho trong bảng sau. Dòng thứ nhất là tên tỉnh, dòng thứ hai là diện tích của tỉnh. Như tỉnh Lâm Đồng có diện tích là 9.765 km². Đắk Lắk có diện tích sẽ là 19.599 km². Và Kon Tum có diện tích là 9.615 km². Và là Gia Lai có diện tích là 15.496 km². Ở đây người ta kêu mình nêu tên các tỉnh có diện tích theo thứ tự từ 7 đến lên. Giờ cái này dễ, thầy sẽ làm câu số 1 nhé. Giờ như vậy là các tỉnh có diện tích theo thứ tự từ bé đến lớn này giờ như mình xem diện tích của tỉnh nào nhỏ nhất mình sẽ liệt kê ra trước. Như là 9.000, 19.000, 9.000, 15.000, như mình sẽ 9.700, 9.600. Thì 9.600 sẽ nhỏ nhất, đúng không? Như vậy là chính là Kon Tum. Như mình sẽ Kon Tum trước. Tiếp theo là tỉnh Lâm Đồng. Có diện tích là 9.765, đúng không? Giờ tiếp theo sẽ là tỉnh nào? Đắk Lắk là 19.500, Gia Lai là 15.000, giờ tiếp theo là Gia Lai. Gia Lai sẽ nhỏ hơn, có diện tích nhỏ hơn Đắk Lắk. 15.496, giờ tiếp theo sẽ là Gia Lai nhé. Và cuối cùng sẽ là Đắk Lắk. Như là mình xong câu số 1 nha. Giờ câu số 1 có em nào có kết quả giống thầy để lại bình luận phía dưới video cho hai bạn cùng xem nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 2 luôn. Giờ tiếp theo là câu số 2 mình sẽ tính. Đây là các phép cộng trừ, cộng nhân, nhân chia, trừ chia các phân số. Giờ mình sẽ làm bình thường. Giờ thầy sẽ làm câu số 2 nhé. Giờ trước hết mình sẽ viết là cái đề 2/5 cộng cho 3/10 trừ cho 1/2. Như vậy ở đây mình thấy là đây là phép cộng trừ 3 phân số khác mẫu số. Như vậy mình sẽ quy đồng mẫu số. Mẫu số chung ở đây sẽ là 10, đúng không? 10 chia 5 được 2, như vậy là 2/5. Mình sẽ nhân tử bằng 1 cho 2. Đúng không? Như vậy là 2 nhân 2 là 4. Đúng không? Như là 4/10. Giờ còn 1/2. 10 chia 2 được 5, như vậy 1/2 mình sẽ nhân tử bằng 1 cho 5. 1 nhân 5 là 5. Như là 5/10. Giờ tiếp theo mình sẽ thực hiện phép cộng hai phân số. Thì mình sẽ lấy tử dưới nguyên mẫu. 4 cộng 3 là 7, đúng không? Như vậy là 7/10 trừ cho 5/10 là sẽ viết lại. Giờ trừ hai phân số cùng mẫu số mình lấy tử trừ tử dưới nguyên mẫu. Như vậy là 7 trừ 5 thì được là 2, như là 2/10. 2/10 thì mình sẽ rút gọn chia tử qua mẫu cho 2. Thì mình sẽ được là 1/5, đúng không? Giờ như mình xong câu A, mình sẽ qua tiếp câu B. Giờ câu B mình cũng biết là cái đề chứ. 8/11 mình sẽ cộng cho 8/33
và nhân cho 3 phần 4. Giờ như vậy là ở đây có phép cộng phép nhân thì mình sẽ thực hiện phép nhân chứ đúng không? Giờ sau đó mình mới thực hiện phép cộng. Như vậy là 8 phần 11 mình sẽ viết lại nha. Dấu cộng viết lại. Nhân hai phân số thì mình sẽ lấy tử nhân tử, mẫu nhân mẫu. Tử số sẽ là 8 nhân 3. Còn mẫu số là 33 nhân cho 4. Giờ 8 phần 11 mình sẽ viết lại tiếp. Dấu cộng viết lại. Giờ bây giờ mình sẽ biến đổi sao cho tử số và mẫu số có số giống nhau để cho nó biến mất nha. Như vậy 8 thì mình sẽ tách ra là 4 x 2. Giờ nhân 3 viết lại. Còn mẫu số 33 thì mình tách ra là 11 x 3. Đúng giờ nhân 4 mình sẽ viết lại. Giờ 8 phần 11 viết lại. Giờ như vậy là mình thấy 3 trên 3 dưới biến mất, 4 trên 4 dưới biến mất. Vì tử số còn lại số 2 và mẫu số còn lại số 11 đúng không? Giờ đây là phép cộng hai phân số cộng mẫu số, mình sẽ lấy tử cộng tử dưới nguyên mẫu đúng không? 8 cộng 2 là 10, như kết quả là 10 phần 11 nhé. Đúng không? Giờ tiếp theo câu C. Mình cũng biết là cái đề chứ. 7 phần 9. Mình sẽ nhân cho 3 phần 14. Giờ sau đó mình chia cho 5 phần 8. Giờ nhân hai con số thì mình sẽ lấy tử nhân tử, mẫu nhân mẫu. Đúng không? Như thì là 7 nhân 3. Giờ phía dưới là 9 nhân cho 14. Giờ chia cho 5 phần 8 mà xử lại. Giờ sau đó mình sẽ tách cái mẫu này ra để sao cho tử số và mẫu số có số giống nhau để cho nó biến mất nhé. Như vậy tử số 7 nhân 3 mình sẽ viết lại. Giờ 9 thì mình tách ra là 3 nhân 3. Mình tách ra sao cho trên dưới có số giống nhau để cho nó biến mất. Tối 14 thì mình tách ra là 7 nhân 2. Đúng nè. Giờ chia cho 5 phần 8 mình sẽ viết lại. Giờ như mình thấy là 7 trên 7 dưới biến mất, 3 trên biến 3 dưới biến mất. Như vậy tử số sẽ còn lại số 1. Còn mẫu số sẽ còn lại là 3 nhân 2 là 6. Giờ chia cho 5 phần 8 mình sẽ viết lại. Giờ 1 phần 6 viết lại. Phép chia mình sẽ biến đổi thành phép nhân, đúng không? Và 5 phần 8 mình sẽ đảo ngược thành 8 phần 5. Giờ nhân hai phân số thì mình sẽ lấy tử nhân tử, mẫu nhân mẫu. Như vậy là 1 nhân 8 là 8. 6 nhân 5 là 30. Giờ 8 phần 30 mình sẽ rút gọn bằng cách chia tử và mẫu cho 2, đúng không? 8 chia 2 được 4. Và 30 chia 2 được 15. Như vậy kết quả sẽ là 4 phần 15 nhé. Giờ cuối cùng là câu D luôn. Giờ câu D sẽ là 5 phần 12 trừ cho 7 phần 32 chia cho 21 phần 16. Mình sẽ viết lại cái đề trước nhé.
Giờ như vậy là 5 phần 12 mình sẽ viết lại. Dấu trừ viết lại luôn. 7 phần 32 cũng viết lại. Phép chia mình sẽ biến đổi thành phép nha. Đúng rồi. Và 21 phần 16 mình sẽ đảo ngược thành 16 phần 21. Đúng rồi nè. Giờ 5 phần 12 viết lại. Dấu trừ viết lại. Như vậy là nhân hai con số thì mình sẽ lấy tử nhân tử, mẫu nhân mẫu. Đúng nè. Như vậy tử số là 7 nhân cho 16. Còn mẫu số sẽ là 32 nhân cho 21. Giờ như vậy là 5 phần 12 mình sẽ viết lại tiếp. Dấu trừ viết lại. Như vậy là mình sẽ biến đổi sao cho tử số và mẫu số có số giống nhau để cho nó biến mất nhé. Giờ như vậy là 7 nhân cho 16 mình sẽ viết lại. Giờ 32 thì mình ta biến đổi thành 16 nhân 2 đúng không? 16 nhân 2. Giờ còn 21 thì mình tách ra là 7 nhân 3 đúng không? Giờ xuống dòng bảng tiếp nhé. Giờ như vậy là 5 phần 12 mình sẽ viết lại. Dấu trừ lại. Giờ như vậy là mình thấy là 7 trên 7 dưới biến mất. 16 trên 16 biến dưới biến mất. Như vậy tử số còn số 1. Mẫu số còn số 2 nhân 3. 2 nhân 3 là 6. Giờ đây là phép trừ hai con số khác mẫu số. Thì mình sẽ đi quy đồng mẫu số. Đúng không? Mẫu số chung sẽ là 12. Như vậy 5 phần 12 mình sẽ viết lại. Dấu trừ viết lại. 1 phần 6 thì mình sẽ nhân tử bằng mẫu cho 2. Như vậy là 2 phần 10 nha. Đây là phép trừ hai con số cùng mẫu số. Mình sẽ lấy tử trừ tử giữ nguyên mẫu nha. 5 trừ 2 thì được 3. Đúng rồi. 3 phần 12. Như vậy sau đó mình sẽ gọn chia tử và mẫu cho 3. Đúng rồi. 3 chia 3 được 1. 12 chia 3 được 4. Như vậy kết quả cuối cùng sẽ là 1 phần 4 nha. Đúng rồi. Giờ như vậy là mình xong câu số 2 nha. Giờ câu số 2 có em nào có kết quả giống như thầy để lại bình luận phía dưới video cho hai bạn cùng xem nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 3 luôn. Giờ tiếp theo là câu số 3 tìm x. Câu A là x trừ 3 phần 4 bằng 1 phần 2. Như vậy ở đây là x sẽ là số bị trừ, 3 phần 4 là số trừ. Và 1 phần 2 chính là hiệu. Như vậy muốn tìm số bị trừ mình sẽ lấy hiệu cộng cho số trừ. Hoặc là mình hiểu là trừ chuyển quý thành cộng cũng được. Giờ cái này cũng dễ, thầy sẽ làm luôn nha. Giờ trước hết mình sẽ viết lại cái đây. X trừ cho 3 phần 4 bằng 1 phần 2. Giờ như vậy xuống dòng X bằng. Như vậy là 1 phần 2 cộng cho 3 phần 4, đúng không? Giờ xuống dòng x bằng. Giờ như vậy là 1 phần 2 mình sẽ nhau quy đồng. Đấy là cộng hai con số khác mẫu số. Mình sẽ quy đồng mẫu số 4
chia hết cho 2 đúng không? 4 chia 2 được 2. Như vậy là 1 phần 2 m sẽ nhân tử của 1 cho 2. 1 nhân 2 là 2, như vậy là 2 phần 4. 2 phần 4 cộng với là 3 phần 4 thì cộng hai con số của mẫu số m sẽ lấy tử công tử với mẫu. 2 cộng 3 là 5, như vậy kết quả cuối cùng sẽ là 5 phần 4 đúng không? Giờ mình sẽ làm câu B nhé. Mình sẽ viết lại cái đề chứ. Giờ như vậy là x chia cho 1 phần 4 thì bằng 8. Như vậy là mình nhớ là chia chuyển với thành nhân đúng không? Như vậy x sẽ bằng 8 nhân cho 1 phần 4. Giờ như vậy là nhân một số cho một số, nhân một số tự nhiên cho một phần số thì mình lấy số tự nhiên nhân tử với mẫu. 8 nhân 1 là 8, như vậy 8 phần 4. 8 phần chia 4 có nghĩa là 8 chia 4 thì có nghĩa bằng 2 đúng không? Như vậy kết quả cuối cùng x bằng 2 nha. Đúng rồi. Giờ như vậy là mình xong câu số 3 nha. Giờ câu số 3 có em nào có kết quả giống thầy để lại bình luận phía dưới video cho hai bạn cùng xem nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 4. Giờ câu số 4 tìm 3 số tự nhiên liên tiếp với tổng của 3 số đó là 84 nha. Như vậy là bài này sẽ có nhiều cách làm nha. Có hai cách. Cách thứ nhất thì mình sẽ tính 3 lần số thứ nhất bằng cách lấy tổng trừ đi 3. Giờ sau đó mình sẽ tìm số thứ nhất, số thứ hai, số thứ ba. Còn cách thứ hai thì mình sẽ đi tìm trung bình cộng của 3 số. Đấy là 3 số tự nhiên liên tiếp. Như vậy là trung bình cộng của 3 số chính là số thứ hai đúng không? Như vậy số thứ hai mình sẽ lấy 84 chia 3. Có số 2 mình sẽ tìm được số nhất và số 3 là xong. Thầy sẽ làm cách thứ hai cho nó dễ nha. Các em cũng có thể làm cách thứ nhất cũng được. Giờ trước hết mình sẽ tìm số 2. Số thứ hai chính là trung bình cộng của 3 số đúng không? Mình có 3 số tự nhiên liên tiếp thì số 2 chính là trung bình của 3 số, có nghĩa là lấy tổng chia cho 3 đúng không? Bây giờ mình sẽ đi tìm số thứ hai trước. Số thứ hai là như giờ mình sẽ lấy tổng chia cho 3 thì chúng chính là số thứ hai đúng không? 84 chia 3 thì mình sẽ nhận 8 chia 3 thì 2. 2 nhân 3 là 6, 8 chia 6 được 2. 2 số 4 số mình sẽ được 24. 24 chia 3 được 8. Như vậy số 2 chính là 28. Giờ bây giờ mình sẽ đi tìm số thứ nhất luôn. Đây là 3 số tự nhiên liên tiếp, có nghĩa là số thứ nhất sẽ bằng số 2 trừ 1 đơn vị. Như vậy 28 trừ 1 thì sẽ là 27. Giờ sau đó mình sẽ tìm số thứ 3. Là mình sẽ lấy số 2 cộng khi 1 sẽ bằng 29 mà không có đáp số nha. Vậy 3 số tự nhiên liên tiếp có tổng tổng bằng 84. Lần lượt là 4. Như mình sẽ có 3 số chính là 27, 28 và 29. Giờ như vậy mình xong câu số 4 nha. Giờ câu số 4 có em nào có kết quả giống như thầy để lại bình luận phía dưới video cho hai bạn cùng xem nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 5 nha. Câu số 4 này có hai cách làm nha. Thầy làm cách 2 cho nó dễ nha. Đúng rồi. Giờ tiếp theo là câu số 5. Bố hơn con 30 tuổi, tuổi con bằng 1 phần 6 tuổi bố, tính bài toán hiệu tỉ nha.
Đây là bài toán hiệu tỷ đúng không? Bố hơn con 30 tuổi có nghĩa hiệu của tuổi bố trừ tuổi con sẽ là 30. Đúng không? Và tuổi con bằng 1 phần 6 tuổi bố. Như vậy là có nghĩa là tuổi con chiếm 1 phần và tuổi bố chiếm 6 phần. Như vậy chứ không phải sơ đồ. Ta có sơ đồ, tuổi con chiếm 1 phần, vẽ 1 đoạn. Tuổi bố chiếm 6 phần, mình vẽ 6 đoạn mình nha. Đúng không? Chấm hỏi tuổi. Và cái phần hơn này chính là bố hơn con 30 tuổi. Đúng không? Giờ sau khi vẽ sơ đồ xong mình sẽ đi tìm hiệu số phần mình nha. Theo sơ đồ. Hiệu số phần mình nha. Giờ như vậy mình sẽ lấy số phần của bố trừ một phần của con thì sẽ là 5 phần bằng nhau. Giờ sau đó mình sẽ đi tính tuổi của con. Tuổi con này. Như vậy mình sẽ tính tuổi con bằng cách lấy hiệu là 30 chia cho hiệu số phần bằng nhau là 5 phần nhân cho số phần của tuổi con là 1 phần. Như vậy là 30 chia 5 sẽ được 6. 6 nhân 1 thì cũng là 6 thôi. Như vậy là con 6 tuổi. Giờ sau đó mình sẽ tính tuổi của bố luôn. Giờ như vậy mình sẽ lấy tuổi của con cộng thêm 30 về bố hơn con 30 tuổi. Như vậy là 6 cộng 30 là 36. Đúng rồi, 36 tuổi. Giờ đáp số. Đáp số con 6 tuổi. Và bố 36 tuổi. Đúng rồi. Giờ như vậy là mình xong câu số 5 nha. Giờ câu số 5 có em nào có kết quả giống thầy để lại bình luận phía dưới video cho hai bạn cùng xem nha. Như vậy là mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em khác hệ dạng dạy hiệu bấm hết, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thầy Liêm bấm đăng ký bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của thầy Liêm nha. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.